đúng như lời Giang ca tiên liệu. Hai anh có ảnh chẳng lẽ em không được đặt cách một khu riêng luôn. Mà cái di ảnh của em, cái gương mặt em nó thảng thốt lắm. Dạ. Hiểu mà. Tôi chết rồi sao? Nè. Ê, cô Trần lộng đau. Ê, cô Trần để lộng đau. Thằng này nó hổn lắm. Đâu, chết nữa. Đâu. Thường á là thí sinh á là muốn đi cho là phải có một số cái gọi là quà cốp rồi đấy. Cô đem cô tặng cho Trường Doan một bịch với lại không cô kể chưa hết. Thôi, cô chạy một mạch tuốt ra ngoài đường luôn. Đó. Cô quán thịt bách, quán thịt bách. Quán thịt bách. Kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Làm cho tất cả. Dạ xin chào hai vị khán giả. Xin chào anh MC và toàn thể quý vị giám khảo trong trường quay. Em chào lại. Chào hai vị giám khảo. Chào anh MC và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Hay lắm, mà diễn xuất dữ lắm, và giả bộ mà xạo xạo. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Kiều Thiên. Tên trong khai sinh là Nguyễn Thị Kiều Thiên. Tên họ đầy đủ là Nguyễn Thị Kiều Thiên. Dạ. Còn xin giới thiệu đây là mẹ của em. Cô xin chào hai vị giám khảo Trấn Thành và Trường Giang. Dạ. Dạ, con là Bắp. Em MC. Dạ, một dạ. Một hơi. Dạ. Đẹp trai quá. Rồi chào đây xong rồi, đây xong, bây giờ tới khán giả. Xin chào hết tất cả mấy chị gái chưa chồng, mấy anh trai chưa vợ. Đó, chào hết quý mợ phong, mấy quý mợ phong lưu và quý ngài quý phái. Đó, em xin chào từ phải sang trái. Em chào từ dưới lên trên. Rồi em chào tất cả mọi bên, nói chung em chào hết. Bây giờ là cô... À còn nữa hả? Dạ. Cô là xin giới thiệu là tuổi, dạ. Với lại quê hương. Tuổi cô năm nay là 65 tuổi. Đó. Quê cô là ở Quảng Nam. Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. À, cô nghe chương trình này thì con cô ở trong đây là cô đi vô cô nói đăng ký cho cô. Là cô vô cô thi. Cho nên nhà hôm nay cô đến đây cô gặp được hai vị giám khảo, cô rất là vui, rất là mừng. À. Hai mẹ con là ai là người là rủ người còn lại đăng ký? Mẹ em rủ em. Mẹ em cù em. Mê lắm hả? Mẹ mê hài lắm hả? Ngày nào có cù chở đi phải chở. Mà em có nghĩ là mẹ em có khiếu hài hước không? Dạ em thấy mẹ em có duyên lắm anh. Thường khi nào mẹ em có duyên? Dạ ban đêm giờ khuya là hay có duyên lắm. Dạ em giỡn thôi chứ mẹ em có duyên, nói chung là trong cuộc sống lúc nào cũng có duyên hết á. Vui, cô rất là vui tính. Dạ. Nó hay nói cô nói nhiều mà hư cũng bị điên vậy. Bởi cô ra chợ cô bán, nói chung là cô ở quê cô cũng bán bánh gì, bánh cơm á, bánh rôm. Ở người Quảng là cây bánh rôm, mà ở đây cây bánh cơm. Cô bán cái é quá cô bừng đi. Ai mua bánh cam không? Cái nó kìa, mày nhảy đi. Mày nhảy đi. Cái cô nhảy từng đi nó mua hết luôn. Cho này hắn kêu nhiều lúc hắn kêu cô điên. Mà sao ai ác vậy bác, cô nhảy rồi mới chịu mua kỳ vậy? Không, kệ, miễn ra mà họ. Mà cô nhảy biết. Sao? Hả, cô nhảy cha cha rồi pha vô là hip hop rồi lum. Thế cô mà hứng lên là cô nhảy luôn. Bất kể luôn. Dạ đẩy bài cha cha ra cô nhảy thử nha. Ừ. Cho em nhạc cha cha cha. Nhảy đi. Cha 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 cha. Cha 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 cha. Cha nhảy khác này. Cô ơi, cô rất là vui tính luôn. Nhưng mà cô phải nghĩ tới chuyện cô nhảy như vậy thì bánh cam nó nằm dưới đất hết rồi. Con ơi, nó rớt nó cũng trả tiền con ơi. Ủa vậy luôn hả? Ừ chứ sao, vậy mới nói chứ, mình nhảy hết cỏ luôn. Chơi cộm cán vậy đó hả? Trời ơi, già từng này tuổi 65 tuổi. Nó biểu nhảy mình nhảy tại vì cô đam mê lắm. Dạ. Tại vì cô đam mê cái Trấn Thành nè, Trường Giang nè. Đó. Bí lệ Ngô Quý Huy. Cô đam mê mà đến nỗi cô làm bánh cam ở dưới bếp mà đứng chiên đi, có bữa cháy hết luôn. Chiên mà đứng cứ hai cái chân. Dạ luôn. Vậy đó. Rồi, dạ bây giờ là dạ hai mẹ con
mình có diễn chung với ai không ạ? Hay là hai mẹ con song tấu thôi? Dạ, hai mẹ con song tấu. Rồi, bây giờ mình thoải mái rồi đúng không cô? Nãy giờ là mọi thứ là đang êm rồi đó. Quan trọng là thi nha cô. Dạ, dạ. Để cho em lấy đồ cụ. Rồi, lấy đi. Dạ, mình ổn chưa ạ? Rồi, xong. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Nghiêm, hành lễ. Khóc liền, khóc liền. Nói. Động quá. Động quá thôi. Ê cô chừng lộn đau. Ơ cô chừng để lộn đau. Thằng đây nó hổn lắm. Đâu chết nữa. Không. Anh qua rồi. Thôi. Chi vậy trời. Cái mặt cô đưa đi đưa đám thấy cưng lắm. Nhìn rất là chân thành mà gõ cái chim làm thấy ghét lắm. Thật sự là cái đoạn đó cô cũng muốn cười nhưng mà nó chưa đủ đô. Có nghĩa là sau khi cô đưa đám xong rồi cô phải nói một cái gì đó nữa thì vài câu thoại mà thông minh thì chắc chắn là có thể sẽ cười. Dạ, cái này là mạnh nhất chưa? Cái hồi nãy còn cô... nữa còn nữa cái này còn vừa dặn cái sự chân thật của cô rớt cái micro ra mà cô nói trời rớt nữa mà con cười cái đó dễ thương đó. Cái này vừa dặn lắm con. Cái bây giờ cũng nói trước để lát nữa nếu cô diễn cái này thì mình nhớ kinh nghiệm hồi nãy đầu. Tại việc thứ nhất á là hai người phối hợp nó không có chặt chẽ được cái lụm thụm á. Thứ hai nữa là nó phải có những câu đắt giá khi lộ một tấm hình của một nhân vật, ví dụ như của Trường Giang xong, của Thành xong thì tới của Ngô Duy Huy dở ra luôn chứ giấu gì nữa, tại vì giờ lộ hết hình rồi quăng anh luôn. Nhạc lên thôi đừng buồn nữa con, nói con gái thôi đừng buồn nữa con, không có bà hít mà tự tử chết đó. Là ví dụ vậy thì nó sẽ có tiếng cười thêm nữa hơn là cái việc mình để không vậy. Nó uổng lắm. Chỉ có chêm một hai câu vô hình ảnh đó, âm thanh đó là cười liền. Và cái dòng ở đây không ai ưa Nguyễn Huy nữa là sẽ cười nữa. Cô ơi. Dạ bạn ơi, mình là cái này mình đậm nhất chưa? Còn khúc sau nữa à? Còn đậm hơn nữa phải không? Lưu ý nha. Đậm hơn nữa luôn. Dạ rồi, bây giờ mình vậy là mình quyết định mà tiếp. Mà chơi giao lưu chút xíu đi. Hầu hợp nữa. Tại không biết rung quá cái thành ra trật lắc hết trơn à. Không sao. Trời ơi, thấy thương quá à. Cảm ơn cô nha, cô yêu mến tụi con vậy là tụi con quý lắm đó. Trời ơi, nó dễ thương, rách hết áo. Bây giờ là được là hứa trẹo rào. Mà ở Đại Lộc nó không có đem cái chi vô hè. Thường á là thí sinh á là muốn đi cho là phải có một số cái gọi là cò cớp rồi đấy. Kèm chi? Bánh. Cô ăn. Ví dụ như là bánh tráng nè, không là thơm nè, không đem chi. Cô đem là vừa đầu rồi cô cũng có vô đây đó. Cô ở đây thời gian cô biết đi đây chứ đi ở đó vô đây là xoa. Cho nên cô đem bánh tráng, bí lẹ mâm cơ. Cô rèn không đem. Mâm cơ đem mà trong cái bình á, bí lẹ đem một bánh ít ngọt. Mà bánh gơ ở đây kêu bánh gơ. Bánh gơ. Gơ. Cô đem cô tặng cho Trường Doan. Đào. Một bịch bí lẹ, không cô kể chưa hết. Khi mà dậu nữa cái cô đem cho Trường Dông một bịch đây nè, to mấy chục cái luôn á, Tân Thành nữa, Huy nữa đó. Cuối cùng cô đi hôm qua vô đây cô nói thiệt luôn, mà cô đem thiệt, cô đi đem vô đây cái hôm qua cái cô có thư ký á, cô biết nói cô ơi giờ cô đi trễ quá rồi, đi xa quá trễ giờ 6 giờ không kịp, thôi cô đi qua mướn cái nhà gì ở bên đó, cái nhà gì mà vô cái ngay cái mùi hậu đình nè, cái mùi gì cũng bật ở trên này xì xuống hôi quá, cái cô đem hắn kêu cô trễ ra cái cô biết trời trừ rồi mơ biết ghi hình thì cũng tẻ hư bánh thôi, cô chạy một mạch tuốt ra ngoài đường luôn đó, cô quán thịt bách. Quán thịt bách em vô tưởng cho rồi bán bón luôn. Thì ra là vậy, làm cô nên tìm hiểu danh tánh của người nào khuyên cô vào cái đó để mai là nó hư. À để cái bậy cô tặng là bậy rồi, bánh gà nó hư liền. Hư đúng rồi, đúng rồi. Uổng ha. Đúng rồi. Chứng tỏ là bữa nay là có bán mà ăn rồi đó nè. Thao, diễn nữa không? Hứa triệu rồi đó. Yeah, diễn đúng đây nghe. Rồi, thi tiếp ạ. Lồn thêm cớ nó mà phải vui nghe cô.
Thời gian 60 giây bắt đầu. Giờ đậm quang. Đậm quang. Trời ơi dạ. Ui cha. Trời ơi. Có ba thẹn mà không đi hết trơn. Trời ơi còn ở đâu nữa mà mùa xá tới ngồi hả? Không để ta đem cũng về. Ta đem vô bệnh viện trơn. Ủa đạn dữ. Ai có thấy chi mà đạn với trâu đi trời ơi. Ô mẹ quên. Đi đi. Trời ơi nhờ ba thẹn đi không đây. Đi lại lại. Đi trời ơi. Đi nó không sang nữa đi. Đây này. Nhờ cái thằng đi không đây. Mà không nhức nhòa nha. Cho nên trừ là mẹ con mình phải tính rang đem về vô bệnh viện chữa nha. Trời phải này. Hết thời gian à. Ủa nãy là lùm chi. Không hiểu. Không hiểu luôn á. Cái nãy là lùm chi. Vừa rồi á. Hả hả? Là cô lùm cái ý nghĩa chi. Vừa rồi là nội dung chi nè. Cái này là cô có ba thằng con. Rồi. Mà cô Nhi nè, nó cháy cái cô để vô cái hòm này cô đi trông. Cái con này, tá xúc đất không? Nãy xúc rồi. Con xúc mà. Tá xúc đất nó trông thì cô phải không. Nó cháy thấy ba đứa rồi còn đâu mà lên đó ngồi mùa sáu. Biết rồi. Cô biết là đem về. Cô nuôi chở bệnh viện. Cô nuôi rứa rồi rèn hiểu. Không có cách gì mà hiểu được hết đó. Bây giờ cái vấn đề hồi nãy á, là thứ nhất là cái câu chuyện đã diễn khúc đầu á, là cười may mắn do cái cục wireless âm thanh nó rớt. Thì thành cười là do con nói câu đầu rớt nữa rồi. Hiểu không? Mới đầu đó nhưng mà con của cô cũng chưa có vô lưu được cái ước mộng của nó. Ước mộng chi? Cái ước mộng, ước mơ. Mà mơ chi? Ước mơ để lên để vô lưu với khán giả một chút gọi là cái đam mê. Giờ chắc cho em phút để em nói. Rồi, hai, ba, nói. Nói đi. Bắt nhịp đi anh. Bắt nhịp thì đó, nói đi muốn nói gì thôi. Hai, nói. Ba, ba, tà, bốn, năm, sáu. Con MC điên. Hôm nay thì lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu. Nên là lần đầu tiên trong cuộc đời của em luôn. Đứng trên sân khấu này thực sự là nó lộng lẫy quá. Được gặp hai thần tượng này. Ở dưới thì có nhiều khán giả thân thương nữa. Thực sự là lúc mà em ở nhà thì em có xem chương trình qua TV. Thì em nghĩ là chắc là thí sinh thi rất là dễ. Nhưng mà khi mà chính em bước chân vô tham dự cuộc thi thì từ cái vòng cách rồi tới mấy cái lần đi chốt bài thì rất là gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà trên đây em cũng xin nghĩ là tất cả những các bạn thí sinh ngày hôm nay có mặt trên đây á, đều được gọi là chiến binh. Có thể là hôm nay em thi không có hai hoặc là không có mang lại tiếng cười. Nhưng mà em nghĩ là đứng đây á, thì coi như là cái ước mơ cũng như cái đam mê của em là được thực hiện rồi. Và mai sau này về già thì con cháu của em á, nó có thể là nhìn thấy được bà của nó ngày xưa cũng thứ dữ, cũng đi thi mặc dù là rớt từ vòng gửi xe. Thấy rồi anh. Quá cảm động. Tuyệt vời lắm. Thì ừ đó. Đúng rồi. Con chưa thấy đó. Chứ con đừng nói ok. Con chưa thấy đâu. Ôi đừng. Đúng như lời gian ca tiên liệu. Hai anh có ảnh chẳng lẽ em không được đặt cách một khu riêng luôn. Mà cái di ảnh của em, cái gương mặt em nó thảng thốt lắm. Dạ. Hiểu mà. Tôi chết rồi sao? Nè, cái gương mặt. Thôi, hẹn gặp lại lần sau. Dạ.